theo luật của dòng họ. Ai mà dính vào vòng lao lý thì không bao giờ được tham gia vào việc thờ cúng tổ tiên. Mà thằng Hoàng này thì để dính đến cái án nặng như vậy. Nếu nó có tội thì sẽ không được về nhà như vậy đâu. Mọi người không được quy kết cháu Hoàng như thế. Luật đấy thì không thể sai được. Nhà cô phải làm cái lễ dập đầu ít nhất là dăm bâm với tổ tiên, các cụ và họ hàng. Mẹ con cháu sẽ không làm đâu ạ. Cảm ơn ông đã thông báo cho mẹ con cháu. Và nhân đây cháu cũng nói luôn, việc của họ ở dưới quê cháu sẽ không can dự. Nên ông và các cụ cảm thấy ai phù hợp thì cứ quyết định, cháu không ý kiến gì. Nói đi nói lại, cái việc của cháu ấy làm cho họ hàng cũng nhục lắm rồi. Ra đường cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn ai. Cúi hay ngẩng, đó là quan điểm của mỗi người. Cháu không có trách nhiệm phải đi gặp từng người để giải thích hay yêu cầu họ làm gì. Còn nếu thấy cần thiết, ông và các cụ cứ quyết định gạch tên mẹ con cháu ra khỏi gia phả. Việc ai nấy làm, nhưng đừng động tới lợi ích của người khác. Tôi biết bà đã tác động với công ty nhựa để họ cắt hợp đồng với bên tôi. Ai mà làm được việc đó? Cậu cứ đùa. Bà đã lợi dụng mối quen biết với một số quan chức để ra điều kiện với họ. Cậu lấy đâu ra thông tin đó vậy? Các cậu nên xem lại năng lực của mình đi. Có yếu kém thế nào thì người ta mới bỏ đi chứ. Còn tôi chả rảnh để làm việc đó. Trong mắt tôi, DNQ chả là cái quái gì cả. Thế thôi, chúng ta bàn việc khác vậy. Tôi có quà cho bà đây. Nói có sách mách có chứng. Tội trốn thuế và buôn lậu nặng lắm. Anh đang muốn tìm hiểu về tôi đúng không? Ông là ai? Không quan trọng, cô ta chết rồi. Đó coi như là cái giá phải trả khi đã phản bội tôi. Hóa ra chính ông là người giết cô ta. Mày ăn nói cho cẩn thận. Nếu là tôi làm ấy, không ầm ĩ thế này đâu. Chúng ta sống theo pháp luật, tước đi tính mạng của người khác là chuyện tày đình đấy. Tôi không giết cô ta. Tự biết, nhưng cũng đừng cố tìm hiểu về tôi làm gì nếu muốn vợ con được yên ổn.